Ở video này các bạn sẽ hạch toán hóa đơn mua vào số 854 ngày mùng 7 tháng 1 với nội dung là mua tổ yến còn lông, yến tươi làm sạch và chi phí tiền cước vận chuyển của công ty Yến Sao Khang. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền 365.750.000 đồng. Trong đó, tổ yến còn lông và yến tươi làm sạch chính là nguyên vật liệu chính để chúng ta tạo ra thành phẩm. Do đó, đằng sau hóa đơn sẽ là phiếu nhập kho đi kèm để phản ánh số nguyên vật liệu này được nhập vào kho 152, bao gồm tiền cước vận chuyển để chuyển toàn bộ số nguyên vật liệu về kho, số tiền là 3 triệu đồng. Các bạn cũng sẽ đưa vào tài khoản 152. Toàn bộ các chi phí vận chuyển thì các bạn sẽ phải xác định được đâu là chi phí vận chuyển hàng về kho và đâu là chi phí vận chuyển hàng đi bán. Đối với trường hợp công ty mua hàng hóa về nhập kho, chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 156 để làm tăng kho hàng hóa. Vậy toàn bộ các chi phí vận chuyển để đưa hàng hóa về kho, chúng ta cũng đưa vào bên nợ của tài khoản với mục đích là để làm tăng giá trị của lô hàng hóa về nhập kho. Và để phần mềm hiểu và tính vào giá vốn của hàng hóa thì bắt buộc toàn bộ chi phí vận chuyển này các bạn phải đưa vào tài khoản 156. Căn cứ dựa theo công thức, giá nhập kho sẽ bằng giá trên hóa đơn cộng các khoản thuế phí không được hoàn lại trừ các khoản giảm giá và cộng toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng. Còn với chi phí vận chuyển hàng đi bán, như đối với trường hợp các thành phẩm yến xào đơn vị xuất bán cho khách hàng và vận chuyển trực tiếp cho khách hàng thì toàn bộ các chi phí thuê ngoài thì các bạn sẽ đưa vào bên nợ của tài khoản 6421 theo thông tư 133 hoặc 641 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng chi phí bán hàng. Và như vậy, đối với các chi phí vận chuyển để đưa hàng đi bán thì chúng ta sẽ đưa vào chi phí bán hàng. Còn chi phí vận chuyển đưa hàng về kho thì chúng ta sẽ phản ánh làm tăng chi phí giá vốn của mặt hàng mà các bạn đưa về. Như vậy, áp dụng vào hóa đơn số 854, đơn vị mua nguyên vật liệu về nhập kho thì toàn bộ các chi phí vận chuyển các bạn cũng phải đưa vào bên nợ của tài khoản 152 để làm tăng giá vốn của nguyên vật liệu nhập kho. Các bạn sẽ phản ánh vào bút toán nợ cho tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu, nợ cho tài khoản 152 làm tăng chi phí tiền cước vận chuyển, nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và có cho tài khoản 331. Do ở đây, theo hóa đơn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, chúng ta sẽ treo qua công nợ. Các bạn sẽ cộng tổng bên nợ của tài khoản 152 giá vốn của lô nguyên vật liệu cộng với nợ của tài khoản 152 chi phí tiền cước vận chuyển sẽ bằng số tiền là 332.500.000 đồng. Căn cứ vào nội dung của hóa đơn, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với hóa đơn này, các bạn sẽ phải thực hiện làm hai hóa đơn. Chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng chọn chứng từ mua hàng hóa. Với chứng từ đầu tiên, chúng ta sẽ phản ánh đối với chi phí mua nguyên vật liệu. Do đó, các bạn phải chọn một nhỏ mua hàng trong nước nhập kho, phản ánh hình thức chưa thanh toán và điền thông tin nhà cung cấp là công ty Yến Sao Khang. Các bạn sẽ phản ánh đối với nội dung là mua nguyên vật liệu nhập kho. Ngày trên hóa đơn là ngày mùng 7 tháng 1 năm tài chính. Sang phần tab hóa đơn, các bạn sẽ điền hóa đơn số 854 và kiểm tra lại ngày của hóa đơn. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã hàng và các bạn sẽ chọn đến mã nguyên vật liệu là tổ yến còn lông. Sẽ được phản ánh vào kho của 152. Tổng số lượng là 11. Các bạn sẽ điền đơn giá là 23 triệu đồng. Chúng ta phải nhớ đưa lại đơn vị tính là kg. Thứ hai là yến tươi làm sạch. Số lượng là 18 kg. Và đơn giá nhập kho 4.250.000 đồng. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ bút toán nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Sang phần 2 nhỏ tab thuế, các bạn sẽ điền phần trăm thuế suất theo như trên hóa đơn là 10%. Kiểm tra lại tài khoản thuế
và nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào. Với tổng số tiền chưa bao gồm thuế là 329.500.000 đồng thì các bạn sẽ cộng toàn bộ số tiền đối với chi phí nguyên vật liệu. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và thêm một hóa đơn tiếp theo đối với tiền cước vận chuyển, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ. Các bạn phải nhớ vào chứng từ mua dịch vụ thì chúng ta mới có phần chi phí mua hàng để chúng ta phân bổ vào hóa đơn mua nguyên vật liệu vừa rồi. Các bạn sẽ chọn hình thức là chưa thanh toán và điền thông tin của nhà cung cấp là công ty Yến Sào Khang. Diễn giải các bạn sẽ phản ánh đối với tiền cước vận chuyển. Ngày 7 tháng 1 năm tài chính. Ở phần mã dịch vụ, trong trường hợp chúng ta chưa có mã thì các bạn sẽ tích vào phần dấu cộng để chúng ta thực hiện khai báo. Chúng ta sẽ phản ánh đối với tiền cước vận chuyển. Tính chất các bạn sẽ chọn là dịch vụ và điền tài khoản chi phí là 152, hoặc các bạn có thể bỏ trống để các bạn có thể sử dụng mã tiền cước vận chuyển này cho toàn bộ các chi phí liên quan đến chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí mua công cụ, mua hàng hóa hoặc chi phí mua tài sản cố định. Các bạn sẽ phản ánh và bút toán nợ cho tài khoản 152 để làm tăng chi phí của lô nguyên vật liệu về nhập kho, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Các bạn sẽ điền số tiền là 3 triệu đồng. Ở phần 2 nhỏ thấp thuế, các bạn sẽ điền phần trăm thuế suất theo như trên hóa đơn. Và ở đây chúng ta sẽ điền số hóa đơn là số 854. Các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ nội dung và tổng số tiền. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và các bạn phải nhớ là tích chọn chi phí mua hàng thì chúng ta mới điền được tài khoản là 152. Và sau khi cất chứng từ, phần mềm mới phản ánh ở phần phân bổ chi phí. Ở phần chọn chứng từ mua hàng thì các bạn sẽ chọn đến chứng từ mua hàng của nhà cung cấp là Yến Sào Khang. Khoảng thời gian thì các bạn sẽ để là năm nay, sau đó nhấn lấy dữ liệu. Và ở đây các bạn sẽ tích chọn cả hai dòng, bởi trong hóa đơn mua nguyên vật liệu số 854 chúng ta có mua hai nguyên vật liệu thì phần mềm sẽ phản ánh hai dòng bao gồm tổ yến còn lông và yến tươi làm sạch. Sau đó các bạn sẽ nhấn chọn mục đích ở chứng từ cước vận chuyển 3 triệu đồng để chúng ta phân bổ vào cả hai chi phí nguyên vật liệu. Các bạn lưu ý trong phần phương thức phân bổ, chúng ta sẽ phân bổ tỷ lệ theo số lượng trong trường hợp nếu như đơn giá của các nguyên vật liệu đó tương ứng và gần giống với nhau. Còn ở đây, đơn giá của hai nguyên vật liệu này hoàn toàn chênh lệch thì các bạn phải thực hiện phân bổ tỷ lệ phần trăm theo giá trị. Và các bạn sẽ thực hiện phân bổ 3 triệu đồng để phản ánh được đúng chi phí cước vận chuyển đưa vào chi phí của lô nguyên vật liệu đó. Và các bạn sẽ nhấn đồng ý. Như vậy, để kiểm tra lại liên quan đến chi phí mua nguyên vật liệu, các bạn sẽ nhấn mở chứng từ và kéo phần thanh ngang. Trong đó 329.500 là giá trị của nguyên vật liệu cộng với chi phí mua hàng là tiền cước vận chuyển 3 triệu. Và các bạn sẽ kiểm tra đến giá trị nhập kho là 332.500.000 đồng. Và trên hóa đơn cũng phản ánh riêng tiền chi phí mua hàng là 3 triệu đồng. Và các bạn sẽ kiểm tra lại tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là 365.750.000 đồng. Thì các bạn phải nhớ cộng tổng số tiền của cả hai hóa đơn số 854 sẽ bằng tổng số tiền thể hiện trên hóa đơn. Và trong trường hợp nếu các bạn muốn xóa để thực hiện lại chứng từ hoặc làm lại thì các bạn phải nhớ sửa ngược lại với các bước mà các bạn đã thực hiện. Ở đây đối với tiền cước vận chuyển đã được tham chiếu vào chứng từ mua nguyên vật liệu. Do đó để sửa lại được hóa đơn hoặc muốn sửa hoặc xóa lại chứng từ hóa đơn tiền cước vận chuyển thì các bạn phải vào chứng từ mua nguyên vật liệu, nhấn bỏ ghi, nhấn sửa. Ở phần 3 nhỏ chi phí, các bạn sẽ phải loại bỏ chứng từ liên quan đến cước vận chuyển, nhấn cất lại và các bạn mới thực hiện bỏ ghi và nhấn xóa tiền cước vận chuyển này để thực hiện lại. Sau khi hạch toán lại hóa đơn tiền cước vận chuyển thì các bạn sẽ tiếp tục phân bổ để đưa vào chi phí của hóa đơn mua nguyên vật liệu. Và khi các bạn mở đến chứng từ hóa đơn mua nguyên vật liệu thì trong hóa đơn đó phải thể hiện rõ bao gồm giá trị của hàng hóa, chi phí tiền mua hàng và tổng giá trị nhập kho sẽ phải bằng tổng số tiền chưa bao gồm thuế thể hiện trên hóa đơn.